Ôi qua đâu đâu đâu. Cái thằng này thế làm sao hay là con thải nó cắn rồi. Con thải rồi bà thì ơi. Chết rồi. Con chó mà nó đã cắn người là nó thành dại rồi, nó đã chết rồi là thành dại rồi, bà con nó đi tiêm ngay đây. Ui giời 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 kìa. Đấy giời 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 kìa kìa. Đấy, khổ chưa? Đến lên cơn rồi. Con lên cơn rồi, thằng bé lên cơn rồi. Con rồi, đi đi bà chiều giờ đây. Ơi, bảo nó đi về bệnh viện nó không đi rồi ơi. Ôi con ơi. Này làm sao đấy bà? Con dại này. Con dại cắn thế nào này? Bị chó cắn à? Bị chó cắn không bị dày hả? À, bị chó cắn mà dày à? Chó dại cắn rồi. Bảo không được quấy rồi. Nó đã ấy rồi. Nó ốm mấy ngày hôm nay rồi. Nó cắn tôi bảo là nó cắn từ chiều hôm nay rồi. Nó cắn vào mà không ba mũi như này bà này. Sốt rét sốt nóng rồi. Thôi đi bệnh viện thôi. Ôi bà ơi. Cho đi ngay cho vợ con đi bỏ. Con bé đi cho cháu đi mấy. Xe đi cho tôi cho nó đi nó khám đi. Mũi ấy đây, mũi nhiễm trùng đi. Bị chó dại rồi, con chó nó chết mất rồi bà. Chó chết rồi, cắn xong là nó chết luôn. Gọi xe ô tô đi. Gọi xe ô tô đi. Gọi xe ô tô chở đi bệnh viện thôi. Chở đi bệnh viện đi. Cái này mà ông tiêm mũi dại vô là chết đấy. Lần đầu tiên thấy cảnh bị người bị chó dại cắn. Bảo rồi đừng gần nó mấy ngày hôm nay nó không ăn rồi. Già đấy đấy gọi đánh nó đấy, giờ gầm gừ giống như chó đấy, tin chưa? Nó cắn xong là nó chết luôn, tin chưa? Chó nó ăn cho nó chết rồi. Bà ơi, ôi kinh quá. Kêu người vô chó đi bệnh viện đi, kinh quá. Chết rồi. Bị chó dại cắn mọi người à? Chờ bên nó. Nói rồi, cứ lấy cái em này nó không ăn rồi. Cái này nghịch ngợm lắm rồi. Nói nghe. Nó cứ chờ. Cứ ra đấy để cho. Bảo giờ cách xa nó ra. Rồi. Mấy ngày nó dở dời rồi. Nó dở dời, nó không ăn rồi. Nói rồi, không nghe. Mấy ngày nay nó không ăn rồi. Mấy ngày nay nó dở dời rồi, cứ đi ra. Cứ ra để sao mà nó. Cắn xong là nó đang quay, nó chết rồi bà. Này nó chó dại ra rồi. Ngay không nghe mẹ à, bỏ chân mẹ thôi. Chắc là tăng ca rồi.
Mà ra mà cứ gọi ô tô đi cho tôi.